Báo Phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, kính xin báo tin buồn đến tất cả thân bằng quyến thuộc xa gần về sự ra đi của anh, em, cha, ông và chồng là người thân yêu của chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Thục, pháp danh Nguyên Thành, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan võ bị Đà Lạt khóa 16, sinh ngày 6 tháng 11 năm 1937 năm Đinh Sửu tại Huế, Việt Nam, đã từ trần ngày 2 tháng 4 năm 2020 dương lịch, nhằm ngày 10 tháng 3 năm Canh Tý âm lịch tại thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, hưởng thọ 83 tuổi, tang lễ đã được hoàn tất viên mãn, tang gia đồng kính báo.